Vâng, xin chào quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Xe 365. Ngày hôm nay thì Tuấn cùng đội ngũ kênh sẽ đi chia sẻ cho quý anh chị các bạn về cách hướng dẫn sử dụng và cài đặt nội thất của chiếc xe Toyota Camry. Với những cái hiện tại thì Tuấn đang ngồi phiên bản 2.5 HV phiên bản Hybrid cho quý anh chị các bạn. Ví dụ như là cách cài đặt chỉnh sửa vô lăng như thế nào, cao thấp này, chỉnh mặt gương hay cũng như chỉnh ghế hay vị trí set ghế này và nội thất bên trong xe có chi tiết cụ thể. Rồi trước khi đi vào tất cả những thông tin về Toyota Camry, về nội thất của xe, về hướng dẫn thì Tuấn rất mong quý anh chị các bạn hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ để biết thêm nhiều thông tin về xe cũng như thêm động lực cho xe 365 nhiều hơn ạ. Bắt đầu thôi, Tuấn sẽ hướng dẫn cho quý anh chị các bạn. Đầu tiên trên 2.5 HV phiên bản Hybrid này thì nó gần giống như các phiên bản khác thôi. Lên xuống kính này là một chạm cho quý anh chị này. Ví dụ chốt kính này là chúng ta, ví dụ vị trí đèn này sáng lên thì chúng ta sẽ các cửa phụ không lên xuống kính được. Cái thứ hai là chốt cửa, đơn giản vậy thôi, các cửa phụ sẽ không mở được. Còn vị trí ghế lái, chúng ta là người lái mà, chúng ta sẽ. Còn phía trên này Tuấn sẽ hướng dẫn, đây là cục gương này cho quý anh chị nhìn biết. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi. Nếu mà quý anh chị chưa sử dụng bao giờ, muốn chỉnh gương bên trái thì quý anh chị xoay cái nút trắng này nó sang bên trái, chữ L left. Thì sau đó cùng anh chị đẩy lên, đẩy xuống, đẩy trái, đẩy phải. Nó sẽ điều chỉnh cái mặt gương cho quý anh chị nhé. Để mình vào cái vị trí phù hợp nhất. Đây, tôi sẽ chỉnh luôn. Rồi phía trên là vị trí set, là hai vị trí nhớ ghế cho quý anh chị các bạn. Đây, không biết mọi người, anh chị có nhìn thấy rõ không? Đây là set nhé. Rồi, tôi sẽ đi luôn cái phần set. Tiếp tục đi tiếp theo đây. Ở đây chúng ta sẽ có điều chỉnh hệ thống đèn cân bằng tự động thích ứng cao thấp này. VSC cân bằng điện tử này, view là chúng ta có thể xem được, nhấn vào đây có thể xem được view 360 độ xung quanh xe cho quý anh chị. Vâng. Thì cam 360 đã xe 2.5 HV phiên bản Hybrid này trên phiên bản 2022 đã có cam 360 rồi, view rồi. Mở cốp này, nắp bình xăng cho quý anh chị này, off đô này. Điều chỉnh độ sáng của đèn ở phía trong này nhá, cho quý anh chị. Rồi trên vô lăng ở quý anh chị đây thì bên trái chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng, đồng thoại rỉnh tay, vân vân. Bên phải này nó sẽ bao gồm tích hợp thêm những cái tính năng an toàn như Toyota Safety Sense, như phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn này, hay mốt là các chế độ của màn hình DVD chúng ta có thể điều chỉnh được. Và phía trên điều chỉnh Adaptive Cruise Control, một tính năng rất hay, bám theo an toàn phía trước. Và đây chúng ta rồi, phiên bản này có đèn auto cũng như là gạt mưa auto, auto hết cho quý anh chị các bạn. Và ở đây chúng ta có một màn hình DVD 9 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay. Rất dễ chỉnh sửa và cài đặt nghe bản đồ, map, vân vân. Ở dưới này chúng ta sẽ có thể, anh chị có thể điều chỉnh được, nhưng mà hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập này, 3 zone. Ở bên lái riêng, bên phụ riêng và bên ghế phía sau riêng. Đây, nó cũng rất dễ đâu. Tắt mở này, điều chỉnh quạt gió, hướng gió này, AC là air conditioner, khi nó sáng lên thì điều hòa mới hoạt động. Đây, front là xe kính phía trước thưa quý anh chị. Còn rear ở đây là xe kính phía sau ạ. Đó, đầy gió trong xe. Ở phía dưới này, phiên bản này cũng rất hay nhé. Phiên bản 2.5Q và phiên bản 2.5Q và phiên bản 2.5 HV này được trang bị thêm tính năng. Đây, có tiếng chữ tiếng Nga, các thứ đây. Vì chiếc xe nhập khẩu Thái Lan thì được tích hợp thêm sạc điện thoại không dây. Đó, đơn giản vậy thôi ạ. Và đây chúng ta cũng sẽ có ba cái chế độ lái này: Eco, Normal, Sport, Hold, phanh tay điện tử tự động rồi. Và đây chúng ta EV mode, chế độ cài chế độ đi bằng điện làm sao hiệu quả nhất có thể. Rồi đi vào cái chi tiết mà set cái một hai vị trí nhớ ghế cho quý anh chị. Đầu tiên Tuấn đã set ví dụ quý anh chị lên xe nhá. Đây. Chúng ta sẽ bằng thao tác rất đơn giản thôi. Quý chị nhấn hai lần vào nút power này để nổ tung bình này. Không để nổ xe nhé, quý anh chị không dẫm chân phanh, không để nổ xe, chỉ để cho hệ thống điện hoạt động thôi thì chúng ta sẽ cài được. Và hiện tại vị trí Tuấn đang ngồi, Tuấn sẽ set vị trí số 1 thì quý anh chị nhấn vào nút set này. Thì quý anh chị nhấn vào nút số 1. Đấy, nó kêu tít một cái thì đó là đã ghi nhớ vị trí ghế 1 xong. Tôi sẽ điều chỉnh tiếp cái phần vô lăng này, chỉnh điện này, thu ra thu vào đi, và điều chỉnh mặt gương nó khác đi một chút.
thì chiều cao chiều thấp mọi người khác nhau. Đó. Và ghế Tuấn sẽ điều chỉnh lên phía trên. Rồi, đang rất gần với vô lăng rồi. Tuấn lại nhấn nút set nhé. Và nhấn vị trí số 2. Đó, đó là xong hai cái vị trí nhựa. Để Tuấn sẽ đề nổ tắt đi. Tuấn thử lại một lần cho quý anh chị. À. Rồi. Bây giờ Tuấn sẽ chọn vị trí số 1 này. Đấy, mọi người có thể thấy vô lăng và ghế nó sẽ di chuyển. Đó. Quý anh chị nhìn mặt gương và vô lăng nhé. Đó là hai vị trí như ghế và cách set cũng rất là đơn giản thôi cho quý anh chị và các bạn. Rồi, phía trên là gạt gương auto này. Còn đây là chúng ta sẽ có cả cửa sổ trời nhé, cũng rất dễ thôi. Đó là một vài thông tin tôi muốn chia sẻ cho quý anh chị. Và mọi người cần bất cứ câu hỏi nào, cần thêm thông tin gì về chiếc xe Toyota Camry cũng như dòng xe khác có thể để lại comment phía dưới hoặc gọi trực tiếp vào hotline dưới góc màn hình ạ. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở một clip tiếp theo.